Fabrizio Romano nói gì? Fabrizio Romano bảo là Manchester United Football Club MUFC là câu lạc bộ có khả năng cao nhất để ký hợp đồng với Kim Min Jae bằng cách điều bằng cách trả cái điều khoản giải phóng của anh ấy. Nhưng Man United vẫn chưa thực hiện bất kỳ bước cụ thể nào vì họ đợi kết quả chuyển giao câu lạc bộ và chủ mới. Điều khoản có hiệu lực từ những ngày đầu tiên của tháng 7. Và sẽ ít hơn 50 triệu euro Tức là khoảng 42 triệu bảng Anh 42 triệu bảng Anh Trước đây ấy, tôi tưởng là cái điều khoản này nó cao hơn Trước đây ấy, Tôi được hiểu ấy, Là cái giá phải trả cho Kim Min Jae Và cái giá để giải phóng Hợp đồng của Kim Min Jae Là 60 triệu euro 60 triệu euro Có nghĩa là khoảng 53 triệu bảng Anh Ok, 53 triệu bằng anh tầm đấy. Nhưng mà bây giờ đây Fabrizio Romano đang confirm với chúng ta ấy là cái giá được phải trả để xóa bỏ và giải phóng cái điều khoản trong hợp đồng của Kim Min Jae của Napoli là 50 triệu euro có nghĩa là khoảng 42 triệu bảng Anh. 42 triệu bảng Anh cho Kim Min Jae cái này ấy, tương tự rơi vào cái khoảng giá mà tôi ước chừng cho Urin Timber Tôi đã từng ước chừng Yurin Timber ấy rơi vào khoảng giá từ 40 đến 45 triệu bằng anh. Đúng không? Tương tự như Lisandro Martinez. Tương tự như Lisandro Martinez. Mà bây giờ chúng ta đang bảo là mình có thể mua đứt ngay lập tức Kim Min Jae với cái giá tương tự. Kim Min Jae và Yurin Timber giá bằng nhau. Chắc cảm thấy thế nào? Hai đồng chí này giá cùng bằng nhau luôn. Uhm. Bạn muốn ai hơn? Lần trước tôi đã hỏi các bạn ấy nhưng mà tôi hỏi các bạn ấy dưới tư cách là một ông giá đắt hơn ông còn lại 10 triệu. Nhưng mà bây giờ đây tôi hỏi với các bạn với tư cách ấy, là hai ông này, hai đồng chí này bây giờ giá bằng nhau. Thì các bạn muốn ai về Manchester United. Tôi chưa muốn nhắc gì đến cái việc là so sánh Kim Min Jae và Eurin Timber có lẽ là chúng ta để ở một cái nội dung sau khi mà chúng ta có thể làm sao? Khi mà chúng ta có thể, khi mà chúng ta có thể phân tích một cách sâu hơn đúng không? Nhưng mà cái mà tôi muốn nhắc đến ở đây ấy, là cái mấu chốt của vấn đề ở đây ấy, là sao <laughs> cái mấu chốt của vấn đề ở đây ấy, là cái câu nói nhưng mà Man United chưa thực hiện bất kỳ được một cái điều cụ thể nào cả vì họ đợi kết quả chuyển giao câu lạc bộ và chủ mới cái này là cái mà tôi bức xúc đúng không xin lỗi chặn vừa mới ôm dậy vừa mới ôm dậy thì ý tôi ở đây là sao? Manchester United dựa theo Fabrizio Romano, một trong những bà nhà báo và freelancer uy tín nhất thế giới hiện tại ở trong làng bóng đá. Đã confirm và xác nhận cho Manchester United và cộng đồng fan mô chúng ta ấy là MU muốn tiếp cận Kim Min-jae và muốn làm sao? Muốn phá cái điều khoản hợp đồng và giải phóng Kim Min-jae khỏi hợp đồng với Napoli. Nhưng mà MU chưa làm được tại vì MU chưa biết chủ mới là ai. Khi mà nói MU ở đây chưa làm được ấy, có nghĩa là ai? Không phải là nhà Glazers, có nghĩa là Richard Arnold và John Murter và những người điều hành MU hiện tại họ chưa làm được một cái gì cả. Tại vì họ vẫn đợi sếp mới của họ. Không biết sếp mới của họ sẽ là ai. Đây là cái vấn đề. Đây là cái vấn đề một chút và nó không chỉ thưa quý vị và các bạn, nó không chỉ ảnh hưởng mỗi tới cái thương vụ Kim Min Jae này. Nó ảnh hưởng đến thương vụ McAllister như chúng ta nói ở những cái stream lần trước. Nó ảnh hưởng tới cái gì? Declan Rice. Declan Rice chắc có hiểu chuyện gì cũng xảy ra. Fabrizio Romano ấy cũng hôm qua ấy vừa mới confirm với cho chúng ta biết Arsenal đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị đầu tiên cho Declan Rice khi anh ấy vẫn là mục tiêu ưu tiên cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Họ có thể ký hợp đồng với hai tiền vệ tùy thuộc vào các điều khoản chi tiêu. Hiện tại ấy Arsenal không có cuộc đàm phán với West Ham. Tại vì một phần đấy là Arsenal đang thể hiện cái sự tôn trọng với West Ham nếu các bạn không biết. West Ham là sắp đá làm sao? West Ham sắp đá chung kết của Europa Conference League đúng không? Và Arsenal đang tôn trọng cái điều đấy và chưa tiếp cận West Ham để thảo luận. Nhưng mà đã làm sao? Đang chuẩn bị đưa ra cái lời đề nghị chính thức cho Declan Rice rồi. Nếu như các bạn không biết về chuyển nhượng ấy, để câu lạc bộ A mua về câu lạc bộ B cần phải có những cái gì? Câu lạc bộ A phải nói chuyện với người đại diện của cầu thủ không phải để câu lạc bộ A mua về câu lạc bộ để câu lạc bộ A mua làm sao để câu lạc bộ A mua một cầu thủ của câu lạc bộ B ấy. thì câu lạc bộ A trước tiên ấy là phải trao đổi và thống nhất với người đại diện của cầu thủ đã sau khi trao đổi và thống nhất với người đại diện rồi lúc đấy mới làm sao lúc đấy mới mới gì mới trao đổi và thương thảo với câu lạc bộ sở hữu cầu thủ đấy mọi người hiểu ý tôi không đây là làm sao? Đây là là cái quá trình chuyển nhượng, thường là sẽ trao đổi với người đại diện trước, trước khi trao đổi với câu lạc bộ. Khi mà người đại diện đã ok rồi, lúc đấy thì hai câu lạc bộ mới đàm phán cái phí chuyển nhượng là bao nhiêu. Thì bây giờ ấy, chúng ta đang nhận tin gì từ từ Fabrizio Romano. Romano đang bảo cho chúng ta ấy là Arsenal đang chuẩn bị tiếp cận Declan Rice rồi, có nghĩa là Arsenal đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị chính thức để mua Declan Rice với người đại diện của Declan Rice nhưng mà chưa bắt đầu trao đổi với ai? Chưa bắt đầu trao đổi với West Ham ở thời điểm hiện tại. Declan Rice được tiếp cận rồi, hoặc là sắp được tiếp cận. Chúng ta có McAllister cũng được Liverpool sắp được tiếp cận. Hoặc là đã tiếp cận rồi. Hình như là hình như là sắp chứ chưa phải là đã tiếp cận rồi. Chúng ta có Kim Min Jae đây hiện tại đây là chúng ta không làm được một cái gì cả các bạn đang thấy một cái một cái trend nào chưa? cộng đồng fan MU của chúng ta đang thấy một cái trend một cái một cái trend nhất định ở đây chưa? cái trend nhất định ở đây ấy là sao? cái trend nhất định ở đây ấy là chúng ta đang đứng đấy, chúng ta đần thối mặt ra và chúng ta nhìn tất cả các đối thủ của chúng ta từ Liverpool đến Arsenal, họ nhảy vào và họ sơi hết và họ ăn hết tất cả mâm của mình và họ lấy hết tất cả những làm sao? những cầu thủ đắt giá nhất, chất lượng nhất, tiềm năng, năng nhất ngoài kia. Và chúng ta không làm được một cái gì cả tại vì chúng ta bị còng tay. Ở đây. Chán thì thôi rồi luôn. Bị bón hành quá chừng. Tuy à, tôi tên ra vào đấy mà Khánh Phan Liverpool và là chủ MC. À, kém hơn 3 kata 300 chủ new. Ok rồi, đấy. chắc là đang nói về uh, tổng giá trị tài sản đúng không? Mai Quyên bảo là thấy MU năm nào cũng chậm chạp như vậy. cái vấn đề ở đây là sao? chúng ta tưởng ấy là năm nay nó sẽ thay đổi đúng không Huy Trần bảo là ở đâu có MU, ở đó có vết răng của Liverpool, Chelsea, MC nói riêng EPL và ngoài kia là thôi thì thôi rồi. cái vấn đề ở đây này là thế này này. năm nay ấy chắc ạ. À, năm nay ấy tôi tưởng là một cái năm mà nó thay đổi. tại vì sao? chúng ta có một huấn luyện viên mới và huấn luyện viên này đá một lối đá rất thích thuyết phục và một triết lý bóng đá là rất là tích cực. đúng không? Đây là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai ấy là sao? Cái thứ hai ấy là gì? Chúng ta làm sao? Chúng ta có thể có một giới chủ mới chuyển giao sang một giới chủ mới. Thứ ba ấy là làm sao? Chúng ta vào được top 4, khả năng rất rất cao 90% là chúng ta vào được top 4 rồi. Đúng không? Không phải là đá cúp C2 xong phải đi gọi là van xin ở ngoài kia ở trên thị trường đúng không? Chúng ta có những cái yếu tố như thế này đây, và chúng ta có những cái cầu thủ mà thực sự ấy là world class ở trong đội hình Casemiro đúng không? Bruno Fernandes có những tố chất world class, Marcus Rashford từng đạt đến phong độ world class đúng không? Chúng ta có Licha đã rất là chất lượng. Đấy, đây là những cái cầu thủ mà thuộc loại là core của Man United đúng không? và nó giúp cho mẫu của chúng ta ấy có thể thu thuyết phục được và thu hút được nhiều cầu thủ chất lượng khác ngoài kia. thì tất cả những cái yếu tố này tôi vừa mới chia sẻ, tôi tưởng đấy là cái kỳ chuyển nhượng này ấy, nó sẽ thay đổi no 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 snsd no 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 ta, ta 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 oh 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 không có cái chuyện đấy với Manchester United thưa quý vị và các bạn không có cái chuyện đấy tại vì à MU của chúng ta ấy kỳ chuyển nhượng nào Mai Quyết bảo đấy đúng không kỳ chuyển nhượng nào đi chăng nữa chúng ta vào á, chúng ta tiếp cận à, chúng ta mở đầu mùa hè á là nó phải lùng củng. Nó phải bị còng tay, nó phải có một cái drama gì đấy, nó có phải phải có một cái gì đấy mà nó kìm hãm mình lại. Mãi rồi 10 năm nay rồi chưa bao giờ ấy mình tiếp cận đấy Mình chưa bao giờ mình tiếp cận một cái kỳ chuyển nhượng ấy mà thực sự ấy là là nó sao? Là nó mượt mà, nó trơn tru và nó hiệu quả cả. Rất là bị bị động, rất là khó khăn, rất là drama và rất là đôi lúc là thừa thãi cái thừa thãi ở đây như là những lúc mà mình vung 100 triệu ra cho ông Anthony Santos của Ajax cái này là thực sự ấy là một cái vấn đề rất lớn về Manchester United và bây giờ chúng ta lại tiếp tục hy vọng nuôi một cái hy vọng thôi là đến kỳ chuyển nhượng mùa hè năm sau lúc mà chúng ta đã có giới chủ ổn định rồi lúc đấy Eric Ten Hag ổn định rồi vân 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 đấy. thì mong là chúng ta sẽ có được một cái mùa hè ổn định Chứ bây giờ à không có cái chuyện đấy là Manchester United tiếp cận được cái kỳ chuyển nhượng này một cách mượt mà như chúng ta muốn được đâu. Ok. Chúng ta có gần 300 bạn đang theo dõi livestream đúng không? Mong vâng các bạn để lại một cái like ủng hộ kênh nhá và giúp thuật toán YouTube đẩy mạnh kênh hơn cũng như là đề xuất đề xuất làm sao đề xuất video này tới nhiều nhiều fan của Manchester United hơn. Cảm ơn tất cả các bạn. Đấy thì đấy là cái vấn đề ở đây đúng không? Chúng ta có thể mất rất nhiều những cái cầu thủ chất lượng một lần nữa tôi điểm lại này. Kim Min Jae giá 42 triệu bảng Anh, có thể mất. McAllister giá khoảng 75 triệu bảng Anh có thể mất. Và Declan Rice giá chắc khoảng 80 đến 100 triệu bảng Anh có thể mất. Đây là tất cả những cái cầu thủ này là những cái cầu thủ mà chúng ta cần ở những cái vị trí chúng ta cần. Kim Min Jae center back. Trung vệ. McAllister CM. Declan Rice CM hoặc là CDM. Đây toàn là những cái vị trí mà chúng ta cần. Nhưng mà hiện tại làm sao? Hiện tại à, chúng ta làm, làm sao? Chúng ta đang chưa tiếp cận được họ tại vì chúng ta bị còng tay lại bởi cái quá trình bán câu lạc bộ này đúng không cái điều duy nhất ấy mà tôi nuôi hy vọng ấy cho ông McAllister tại vì Liverpool không có top 4 chúng ta nghe được những gì từ Fabrizio Romano Romano ấy bảo ấy là sao McAllister ấy muốn hoàn thành hết tất cả cái vụ chuyển câu lạc bộ mới vào đầu những tháng mùa hè để mọi thứ nó xong việc Liverpool đang tiếp cận và đẩy mạnh nhanh nhất có thể khánh thành phần cứng liverpool và là top ba <laughs> uh, uh, liverpool đang tiếp cận nhanh nhất có thể để làm sao để có được McAllister và có được chữ ký của McAllister. McAllister chưa làm sao? McAllister chưa chưa để bút xuống giấy và chưa ký một chút nào cả. Tại vì McAllister thì thầm với Liverpool bảo là điều khác đi. Tại vì à, uh, tôi chỉ muốn ký hợp đồng với một đội nào mà đã được Champions League đúng không? Champions League Chuyển triệu vào top 3 năm ngoái <laughs> đúng rồi <laughs> <laughs> Chuyển chiêu vào top 3 năm ngoái nha chắc ạ à. thì em sao McAllister bảo ấy là tôi chỉ muốn ký hợp đồng với một đội bóng Champions League thôi và nói thật với các bạn ấy McAllister ấy là một cầu thủ chất lượng như tôi bảo không phải là một cầu thủ được biết đến với khả năng kéo bóng nhưng mà đây là một cầu thủ được biết đến với khả năng làm sao đây là một cầu thủ được biết đến với khả năng tư duy bóng đá rất chất lượng, rất thông minh và sao? khả năng giữ bóng tốt, truyền tốt, phân phối bóng cũng rất tốt, nhiều đường phân phối bóng à, tôi thấy chả khác gì Ericsson cả đúng không? Và khả năng tạo space cũng rất chất lượng. Đây là một cầu thủ mà đã vô địch World Cup đúng không? Đây là một cầu thủ ấy là Argentina, đây là một cầu thủ rất là cháy, đây là cầu thủ chịu được sức ép. Đây là một cầu thủ chịu được sức ép thưa quý vị và các bạn. Chịu được sức ép khi mà làm sao ở những cái phút cuối cùng của trận đấu khi mà phải sút penalty vào lưới Manchester United để giúp Brighton chiến thắng là một cầu thủ đưa ra được những cái pha xử lý và những cái sự thể hiện được cái sự quyết đoán ở những cái khoảnh khắc quan trọng. Đây là McAllister và McAllister đã chứng minh ấy là xuyên suốt cả kỳ World Cup lẫn năm sao cả cái mùa giải này EPL. McAllister đã rất tốt kể cả trong FA Cup ba đấu trường khác nhau. Ba đấu trường khác nhau đây là một cầu thủ nếu như mà chúng ta đem về tôi vô cùng vô cùng hài lòng Nhưng mà chúng ta nên nhớ McAllister đi với giá khoảng 75 triệu bảng 80 triệu euro thì phải Tầm 75 đến 80 triệu bảng anh